đối với công việc design các mẫu mã cũng như là các slogan tức là các hàng chữ trên cái nền platform của website T-SPRING của Hoa Kỳ thì công việc này bạn có thể làm bất cứ khi nào bạn rảnh full time part time hay nửa tiếng mỗi ngày và sau khi bạn design xong thì bạn sẽ làm công việc kế tiếp là sẽ chạy campaign sẽ chạy chiến dịch quảng cáo chẳng hạn như là trên Facebook trên Google AdWords hoặc là trên YouTube hoặc là trên website của bạn và sau đó bạn để đó và bạn không cần phải làm gì hết bởi vì customer service của t sẽ check care sẽ lo cho bạn tất cả vấn đề đóng gói áo thun vận chuyển và trả lời những thắc mắc của bạn khi khách hàng hỏi các bạn công việc của bạn là design mẫu mã cũng như là các hàng chữ trên cái nền áo thun trơn của T-SPRING, sau đó kiếm những nơi có nguồn traffic khách hàng truy cập cái lượng truy cập cao các bạn thấy cái campaign chiến dịch quảng cáo vào và lẽ dĩ nhiên là một số chiến dịch quảng cáo ban đầu có thể không thành công cho bạn chưa có kinh nghiệm nhưng chỉ cần một chiến dịch quảng cáo sau đó thành công thì cái lợi nhuận cái nguồn thu mà chiến dịch đó tạo ra sẽ cover sẽ trang trải tất cái quảng cáo chưa thành công trước đó và bạn sẽ có một cái số tiền cũng như là lợi nhuận rất là đáng kể và cũng giống như bất cứ cái hình thức kinh doanh MMO, Make Money Online nào khác thì sự thành công chỉ đến với những ai kiên trì đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.